Nếu yêu thích các tác phẩm thuộc đề tài khoa học viễn tưởng thì có lẽ bộ phim mà nhiều bạn mong chờ nhất trong năm nay chính là Dune của Denis Villeneuve. Tuy nhiên, sức hút của phim không chỉ nằm ở đạo diễn mà còn nằm ở bản thân thương hiệu Dune nữa. Là một cái tên lớn và cực kỳ nổi tiếng trong giới khoa học viễn tưởng, nhưng hành trình để có một phiên bản điện ảnh xứng tầm của Dune thì đã trải qua muôn vàn sóng gió. Dune 2021 có lẽ sẽ là bộ phim đầu tiên thật sự đem lại vũ trụ viễn tưởng của Dune tới với khán giả. Dune không chỉ là một tác phẩm khoa học viễn tưởng hành động mà nó có được lồng ghép rất nhiều yếu tố chính trị và tôn giáo. Do vậy, việc trang bị một chút kiến thức đến với Dune trước khi thưởng thức bộ phim sắp tới là điều rất cần thiết. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, phê phim sẽ đưa ra những thông tin cơ bản về vũ trụ của Dune như là bối cảnh, các phe phái cũng như giải nghĩa một số khái niệm đặc biệt. Nếu như bạn có ý định đi xem Dune khi các rạp phim được mở cửa trở lại thì đây là video bạn không nên bỏ qua. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Dune hay Xứ Cát có nguyên gốc là tác phẩm cùng tên của tác giả Frank Herbert. Đây là thành quả từ 6 năm nghiên cứu và viết lách của ông, với thời lượng dài hơn hẳn so với các câu chuyện khoa học viễn tưởng đương thời. Khi chính thức xuất bản bìa cứng vào tháng 8 năm 1965, Dune được giới phê bình cũng như các tác giả đương thời đón nhận rất nhiệt liệt. Họ đặc biệt đề cao các chủ đề mà tiểu thuyết đưa ra, cũng như cách mà nó xây dựng thế giới. Dune đã đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá và đã giúp tiếng tăm của Frank Herbert trong giới xuất bản cũng như nghiên cứu sinh thái trở nên nổi như cồn. Sau Dune, Frank Herbert đã lần lượt cho ra mắt thêm 5 cuốn hậu truyện nữa cho đến khi qua đời. Tính ra, ông đã viết tổng cộng 6 cuốn về vũ trụ Dune, bao gồm Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune và Chapter House Dune. Sau này, con của ông là Brian đã hợp tác với một tác giả khác và tiếp tục cho ra mắt thêm gần 20 đầu sách nữa thuộc vũ trụ Dune. Có thể nói, di sản của Dune vẫn đang được tiếp diễn. Và tất cả những người hâm mộ của Dune đều đồng ý rằng dù có đến gần 30 cuốn sách khác nhau thì cuốn đầu tiên vẫn luôn là tác phẩm hay nhất và vĩ đại nhất. Nó là cuốn đã đưa tên tuổi của Frank Herbert sánh ngang với các cây đại thụ như H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick hay Isaac Asimov. Bối cảnh của Dune nằm tại vũ trụ của chúng ta, nhưng ở một thời điểm rất xa trong tương lai. Lúc này, nhân loại đã tỏa ra sinh sống ở rất nhiều nơi trong thiên hà, và tất cả những hành tinh có người sống đã tập hợp lại tạo thành một đế chế thiên hà, gọi là Imperium. Mỗi hành tinh hoặc một hệ hành tinh trong đế chế sẽ được cai trị bởi một gia tộc. Mỗi hành tinh ấy sẽ có chính quyền, quân đội, luật pháp và thể chế kinh tế riêng biệt. Đứng đầu toàn bộ các gia tộc và nắm giữ quyền lực cao nhất chính là hoàng đế và hoàng gia. Tước hiệu của người cai trị đế chế là hoàng đế Padishah. Ở thời điểm bắt đầu Dune, hoàng gia là gia tộc Corino đã cai trị đế chế trong hơn 10.000 năm. Hoàng đế ở thời điểm hiện tại là Shaddam Corino đệ tứ. Câu chuyện của Dune sẽ xoay quanh nhân vật chính là Paul Atreides, người thừa kế của công tước Leto Atreides. Dune tập trung vào khắc họa mâu thuẫn chính trị giữa hai đại gia tộc là nhà Atreides và Harkonnen. Ngoài ra, nó còn nói về âm mưu của hoàng đế muốn lợi dụng nhà Harkonnen để hủy diệt nhà Atreides, cái gai trong mắt họ. Bối cảnh chính của Dune là hành tinh Arrakis, hay còn có tên khác là Xứ Cát. Arrakis là một hành tinh khô cằn, khắc nghiệt nhưng lại nắm vai trò xương sống trong hệ thống quyền lực của đế chế, vì đây là hành tinh duy nhất sản xuất ra được hương dược. Theo chân Paul Atreides, chúng ta sẽ đồng hành với cậu thiếu niên 15 tuổi trong hành trình phục hưng gia tộc, trả thù nhà Harkonnen và đánh đổ quyền lực của hoàng đế bằng bất kỳ giá nào. Trong vũ trụ của Dune, quyền lực không tập trung vào tay bất kỳ ai, mà có những phe khác nhau làm đối trọng, tạo sự cân bằng mong manh trong hệ thống chính trị của đế chế. Cán cân quyền lực đầu tiên chính là hoàng đế. Về thực chất, hoàng gia là một đại gia tộc lớn nhất. Quyền lực của hoàng đế đến từ thế mạnh kinh tế khi gia tộc Corino nắm giữ số cổ phần cực lớn trong tổng công ty thương mại toàn cầu, hay viết tắt là Choam. Ngoài ra, hoàng đế còn nắm lợi thế ưu việt về quân sự khi có trong tay một đội quân tinh nhuệ riêng đủ sức đánh tan tành bất kỳ một gia tộc đơn lẻ nào. Hoàng đế được quyền phân bổ lãnh địa, đứng ra phán xử mâu thuẫn giữa các gia tộc cũng như hưởng phần thuế trưng thu từ các hành tinh. Cán cân quyền lực thứ hai chính là các gia tộc còn lại. Để giới hạn quyền lực của hoàng đế và bảo vệ quyền lợi cho bản thân, các gia tộc đã lập ra hội đồng Landsrat. Thông qua hội đồng này, các gia tộc có thể liên thủ với nhau và tạo áp lực ngược lên hoàng đế. Vì dù quân lực của hoàng đế có thể nghiền nát bất kỳ gia tộc nào, nhưng cũng không thể đấu lại quân lực của mọi gia tộc liên thủ. Chính vì thế, bất kỳ quý tộc nào có khả năng tập hợp lực lượng của các gia tộc khác thì đều là một đối thủ đáng gờm của hoàng gia. Gia tộc Atreides của nhân vật chính Paul chính là một gia tộc như vậy. Hội đồng Landsrat còn là nơi để các gia tộc bàn thảo về các vấn đề trong đế chế, xây dựng liên minh, tuyên bố mâu thuẫn hoặc ký kết hợp đồng buôn bán. Các phiếu trong hội đồng Landsrat không có giá trị tương đương, phiếu của đại gia tộc sẽ có giá trị cao hơn phiếu của tiểu gia tộc, và phiếu của hoàng gia là phiếu có giá trị cao nhất. Ở đây, các tiểu gia tộc có thể leo lên vị trí đại gia tộc thông qua ảnh hưởng kinh tế, chính trị hoặc quân sự. Cán cân quyền lực thứ ba trong đế chế là Hiệp hội Không gian. Có một điều thú vị là trong vũ trụ của Dune hoàn toàn không có sự xuất hiện của máy tính hay công nghệ điện tử phức tạp. Đây chính là điều khiến Dune đặc biệt hơn so với nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng khác.
Lý do cho việc này là vì trong quá khứ, khi robot và máy tính trở nên quá thông minh và phát triển, chúng đã nổi dậy và nô dịch nhân loại. Chính vì vậy, sau cuộc chiến tranh giành lại tự do và thắng lợi, nhân loại đã cấm hoàn toàn việc chế tạo các cỗ máy có khả năng tư duy. Do vậy, nền công nghệ du hành vũ trụ trở nên cực kỳ khó khăn, phức tạp và nguy hiểm. Người lái sẽ phải thực hiện nhảy xuyên không gian để du hành ở cự ly hàng chục năm ánh sáng mà không có máy tính hỗ trợ. Mọi tính toán số liệu đều phải thực hiện thủ công hết. Chỉ có một thế lực duy nhất nắm trong tay công nghệ cần thiết để du hành vũ trụ, đó là Hiệp hội Không gian. Việc nắm giữ độc quyền về vận tải liên hành tinh khiến quyền lực của Hiệp hội Không gian có thể sánh ngang với Hoàng đế lẫn Hội đồng Landsrat, dù không có quân đội hay lãnh địa. Các đại thương thuyền của Hiệp hội chính là thứ đảm bảo mạch sống cho đế chế khi nó là phương tiện vận chuyển tài chính trong vũ trụ. Thế nhưng, tất nhiên quyền lực này của Hiệp hội không phải tuyệt đối vì họ vẫn cần nguồn tài chính từ các khách hàng của mình, đặc biệt là nguồn cung cấp hương dược từ hành tinh Arrakis. Như vậy, ba thế lực đóng vai trò cán cân quyền lực cho đế chế là Hoàng đế, Hội đồng Landsrat và Hiệp hội Không gian. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một thế lực ẩn mình và chi phối nhiều thứ trong đế chế, có quyền lực không hề kém cạnh các phe phái. Đó chính là một giáo phái có tên là Bene Gesserit. Giáo phái này chỉ gồm phụ nữ, có thể coi là các nữ tu, nhưng kiến thức của họ vượt xa khía cạnh tôn giáo rất nhiều, bao trùm lên cả khoa học hay chính trị. Mục tiêu tối thượng của Bene Gesserit là định hướng nhân loại tới con đường Hoàng Kim, một kỷ nguyên khai sáng hoàn mỹ theo lý tưởng của họ. Để đạt được mục tiêu này, hội Bene Gesserit đã vươn tay vô hình của mình để tác động lên toàn bộ đế chế thông qua ba con đường là di truyền, hôn nhân và tôn giáo. Thực chất là cả ba con đường này đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, vừa nhằm đảm bảo quyền lực ngầm cho hội kín, vừa để sắp xếp cho việc tạo ra một Kreisatz Hadarach, nôm na là kẻ được chọn để thống trị và dẫn dắt toàn bộ nhân loại theo con đường Hoàng Kim mà họ tôn thờ. Trong vũ trụ của Dune có nhiều khái niệm đặc biệt, và để dễ dàng thưởng thức bộ phim, các bạn nên nắm rõ một số định nghĩa như sau. Hương dược hay Spice Melange là một vật chất, tài nguyên chỉ có thể được tạo ra trên hành tinh Arrakis. Nhiều loài vật đặc thù của hành tinh này là sâu cát. Nó chính là xương sống trong hệ thống chính trị của đế chế. Hương dược có khả năng kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, giúp người dùng có khả năng sử dụng bộ não đến mức cực hạn và hơn thế nữa. Những người dẫn đường của Hiệp hội Không gian thường xuyên phải sử dụng hương dược nhằm đẩy trí não lên cực hạn, giúp họ nhìn được tương lai cũng như mọi sự kiện diễn ra ở hiện tại. Chính như thế, họ mới có thể điều khiển được các đại dương thuyền an toàn trong vũ trụ, làm các tính toán phức tạp để thực hiện bước nhảy không gian thủ công. Hương dược có tính gây nghiện nhẹ và nếu dùng nhiều sẽ gây ra nghiện nặng, biến đổi mắt thành màu xanh thẫm. Hoặc như trong trường hợp các người dẫn đường của Hiệp hội thì vì dùng hương dược liều cao và cường độ nhiều nên thân thể của họ bị biến dạng thành nửa người nửa cá khá quái dị. Các nữ tu Bene Gesserit là những người phụ nữ được huấn luyện đặc biệt để đạt đến một cảnh giới phi phàm về thể chất cũng như tinh thần. Họ được huấn luyện để có tư duy nhạy bén, khả năng cảm nhận, quan sát những thay đổi dù là nhỏ nhất của người đối diện. Các nữ tu này có năng lực suy luận, phân tích đến khó tin khi họ có thể biết được rõ các thành phần, cấu tạo của vật chất mà chỉ cần nếm qua. Những kiến thức mà họ tích lũy được qua quá trình huấn luyện cũng giúp họ đọc vị đối phương, nhìn thấu mưu kế, phân tích cục diện chính trị. Họ cũng được huấn luyện kỹ năng chiến đấu thượng thừa, có thể đánh ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn với các chiến binh tinh nhuệ. Khả năng đặc biệt nhất của một nữ tu Bene Gesserit chính là The Voice. Đây là khả năng điều chỉnh tần số giọng nói để thôi miên và ra lệnh cho đối phương làm theo ý mình. Chỉ những người được luyện tập sử dụng giọng nói mới có thể kháng cự lại khả năng này. Các nữ tu Bene Gesserit cũng thường sử dụng hương dược để kích thích cơ thể và tâm trí. Kreisatz Hadarach. Như đã nói ở trên, mục tiêu của hội Bene Gesserit chính là tạo ra một kẻ được chọn là Kreisatz Hadarach. Người này là một Bene Gesserit nam giới, có khả năng mạnh hơn bất kỳ một nữ tu nào, có thể nhìn thấy mọi thứ ở hiện tại và tầm nhìn đến tương lai còn vượt xa bất kỳ ai. Kreisatz Hadarach có nghĩa là rút ngắn con đường, ám chỉ đến sứ mệnh mà hội Bene Gesserit muốn người này thực hiện là dẫn dắt nhân loại tới con đường Hoàng Kim. Trong Dune, Paul Atreides chính là Kreisatz Hadarach, nhưng sự xuất hiện của Paul lại hoàn toàn không nằm trong tính toán của hội này. Lẽ ra một thế hệ nữa, Kreisatz Hadarach mới được phép xuất hiện, nhưng sự ra đời của Paul đã phá hỏng mọi chủ tính của Bene Gesserit. Mentat. Trong vũ trụ của Dune, vì các máy tính phức tạp đều bị cấm chế tạo, nên có những người sẽ được huấn luyện đặc biệt để sử dụng trí não đến mức tối đa. Đó chính là các Mentat. Ngoài việc tính toán phức tạp, họ còn được học về chính trị, quân sự và phân tích dữ liệu. Các Mentat thường được sử dụng làm cố vấn bởi các gia tộc và họ cũng hay dùng hương dược để kích thích cơ thể và tâm trí. Đến giờ, chúng ta hãy cùng nói qua về phiên bản Dune của Denis Villeneuve. Tất nhiên, vũ trụ của Dune rất phức tạp nhưng cũng không kém phần thú vị và hấp dẫn. Thế nhưng, còn phim Dune thì sao? Chúng ta có thể mong chờ gì từ Denis Villeneuve? Dune 2021 thực chất không phải là phiên bản truyền thể đầu tiên của Dune. Trước đó, đã có vài lần tác phẩm này được đưa lên màn ảnh. Nổi tiếng nhất có lẽ là phiên bản Dune năm 1984 bị đánh giá là tệ hại của đạo diễn David Lynch. Rồi đến năm 2000, Dune được chuyển thể thành một miniseries trên TV.
Dune cũng từng được đạo diễn người Chile là Alejandro Jodorowsky mong muốn chuyển thể, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà dự án này mãi mãi không thể thành hình. Đến nay, Dune của Jodorowsky vẫn được coi là bộ phim hay nhất chưa từng được làm ra. Như vậy, Denis Villeneuve không phải là người đầu tiên chuyển thể Dune. Có thể xem đây là một lợi thế khi ông có được cơ hội học tập từ những điểm tốt và cả chưa tốt của các phiên bản trước. Tuy nhiên, thử thách vẫn còn rất lớn. Dune mang đậm màu sắc tôn giáo, chính trị nên lượng thông tin và ý nghĩa của nó rất sâu rộng. Cốt truyện gốc của Dune thực chất không hề phức tạp mà rất đơn giản. Chính cách xây dựng thế giới và lồng ghép các chủ đề thực tế vào tác phẩm mới là thứ khiến nó đáng nhớ. Chuyển thể một tác phẩm vừa đồ sộ, vừa phức tạp như vậy không bao giờ là dễ cả. Nhưng có lẽ chính Denis Villeneuve lại cực kỳ thích hợp với Dune. Những bộ phim đã làm nên tên tuổi của ông như Prisoners, Enemy hay Blade Runner 2049 đều ẩn chứa rất nhiều thông điệp, ý nghĩa phức tạp. Và dựa trên những đánh giá sớm từ những người được xem, có lẽ Denis Villeneuve đã làm rất tốt phần việc của mình. Dune 2021 còn có một dàn diễn viên nổi tiếng hùng hậu và đều là những người cực kỳ có thực lực như Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin và Dave Bautista. Với một dàn diễn viên như vậy, cộng thêm phần âm nhạc được thực hiện bởi Hans Zimmer, đây không phải là một phim mà chúng ta nên thưởng thức ở trên máy tính. Một điểm đáng chú ý cuối cùng là phần Dune này sẽ không chuyển thể toàn bộ tác phẩm gốc. Do khối lượng khá đồ sộ của tiểu thuyết, nên Denis Villeneuve đã quyết định chia tác phẩm gốc ra làm hai để chuyển thể thành hai phần phim. Quyết định này xét ra rất hợp lý, vì như vậy phim sẽ có thời lượng đủ để giới thiệu các nhân vật, thế giới cũng như mâu thuẫn giữa các phe phái. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin mà mình nghĩ các bạn cần biết trước khi xem Dune. Chúng mình có chẳng may bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào không? Và các bạn định xem Dune ở đâu? Trên máy tính hay là ở ngoài rạp IMAX? Và có bao nhiêu bạn đã đọc Dune rồi? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.